Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Video này em sẽ lên cho tất cả bác, đó là dòng dây nguồn ZAV mà bên em vừa mới về hàng trong ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, đây là sợi dây nguồn của AudioQuest có mã là NRGX này. Dây này có chiều dài là 3 m. Anh em có thể sử dụng làm dây nguồn âm ly CD hoặc làm dây nguồn biến áp cắt ly. Đầu jack được mạ vàng rất là đẹp, rất là xịn như thế này. Đó. Rồi, sẽ quay cái chữ ở trên dây để cho tất cả anh em và các bác cùng xem nhé. AudioQuest này. Đó, dây này thì nó không có lớn, không có hầm hố đâu, nhưng mà rất là mềm nhá, rất là mềm. Đặc biệt đây là một dòng dây zin xịn và chuẩn chất lượng cho anh em. Giá sợi dây nguồn này bên shop em để cho các bác là 2.200.000. Dây 3 m, cam kết hàng xịn 100%. Rồi, đi qua bộ dây AV của AC Rotax. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu đầu jack này. Đầu jack này được mạ vàng rất là đẹp và đã được cắm rút ở bên nước ngoài, thương hiệu là AC Rotax. Dây có màu đỏ, dây dài 1 m. Dòng này nó cho một chất âm rất là đều dại và tiếng rất là hay. Rồi, sẽ quay cái chữ ở trên dây để cho anh em và các bác cùng xem nhé. Nó sẽ có chữ ở trên dây đấy, Made in Japan này. Đó, tức là nó được sản xuất tại Nhật nhé. Made in Japan, AC Rotax. Sẽ có mạ là 20-50. Đó, dây có chiều dài 1 m nhé. Rất đẹp, rất xịn và rất là chắc. Giá bộ dây AV này bên shop em để cho tất cả các bác với giá là 1.250.000 đồng. Em bao ship toàn quốc nhé. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Rồi, đi qua dòng dây thứ 3, đó là dòng dây của Octophone. Dòng Zenfan này. Đó, rồi. Dây này có chiều dài là 1 m rưỡi nhá. Bóc hộp để cho các bác cùng xem. 1 m rưỡi còn hộp nha các bác. Đó. Đây là chữ ở trên dây. Dòng dây của Octophone Zenfan. Dòng dây Hi-Fi Made in Japan nhé. Dây này thì đã được cắm rút ở bên nước ngoài rồi. Dòng dây bại nha các bác. Còn nếu các bác mua mới, bộ này không dưới 5 triệu nhé. Không dưới 5 triệu đâu. Đó. Dòng dây này thì đây là một dòng dây lõi đồng, nên nó sẽ cho tiếng rất là mềm mại và rất là ấm tiếng nhé. Dòng dây của Octophone, model này được sản xuất tại Nhật nha các bác. Dây rất là đẹp, rất là xịn. Và đặc biệt dây dài 1 m rưỡi nữa. Những cái đầu jack của nó thì cực kỳ là xịn rồi. Mạ vàng bên trong rất là đẹp. Giá của bộ dây tín hiệu AV này sẽ để cho tất cả bác với giá là 2.900.000. Em bao ship toàn quốc nhá. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.